Cửa hàng Trong Sang xin mến chào quý đại gia đình ạ. Chúc quý đại gia đình dồi dào sức khỏe, các bác nông dân được mùa bội thu nha. Các anh thì buôn mai bán đắt nha mấy anh. Nay Sang có được lô máy 46 cây. Đó. Anh thợ nào quất hết lô máy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang, hoặc là Sang đã phân ra là một lô máy gồm có 10 con. Đó. 10 con, 10 con, 10 con. Lô này thì 9 cây và lô này là lô 6 cây ha. Đó, anh thợ nào làm được lô nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang, hoặc là Zalo của Sang ha. Đó, bây giờ Sang sẽ vô chi tiết từng con máy cho cả nhà mình xem nha, và anh thợ tham khảo nha. Đó, ưu tiên cho anh thợ nào mà hốt hết lô này nha. Còn mà mấy anh nào mà thích mà ít ít á thì Sang có phân lô qua rồi ha. Đây, đó, như cả nhà đã thấy. Máy móc thì hàng bãi về nha mấy anh. Mấy anh thợ thì mấy anh cũng đã đành mấy hàng bãi về rồi ha. Đó. Về làm nổ lại bán cho khách lẻ nha. Hôm nay thì Sang ưu tiên cho lô thợ ha. Còn mà khách lẻ thì chắc hãy đăng ký kênh, chờ những cái video tiếp theo nha. Mong đại gia đình thông cảm nha. Đó. Rồi, giờ Sang sẽ vô cái lô máy số 1 ha. Lô máy số 1 nè. Ha, lô máy số 1 gồm có 10 con máy. Đó, con này là con Hitachi, xem sẽ quay kỹ ha cho các anh thợ dễ coi ha. Đây, Hitachi ha. Hitachi. Đó. Máy thì em bán như hình nha mấy anh, như video ha. Đây. Số 2. 345. Đây. Đó. Anh nào làm được lô nào thì liên hệ số điện thoại cho màn hình gặp trực tiếp em ha. Bây giờ em kéo hơi đại loại từ cây cho mấy anh nghe nha. Đây, máy số 1 nha. Đó, máy số 2 nè. Máy số 3 này thì không giới thiệu, nó chắc bị dột rồi. Nhưng mà mấy con Makita này ít khi nào bị xuống nặng, chết nặng lắm ha. Đó. Số 3, máy số 4 nè. Makita ha, máy rất là đẹp nha. Hơi nè. Máy số 5 là con này con Humana. Humana đời cao nha mấy anh. Đó. Con này Humana mấy đây không biết. Đây coi. 135 thì phải. Đó. 135 nha. Đây ha. Dạ. Con này thì bị dụng chó hay vậy. Thì không ăn ha. Rồi, máy số 6. Này à. Echo. Echo mấy. Ba 341 nha mấy anh ha. Làm là tinh luôn nha. Đó. Rồi, giật hơi nè. Rồi gắt ha. Đây. Tiếp tục là một con thêm con Makita nữa ha. 333 ha. Đây. Đó, hơi đó ha. Con này thì không lắm xích nha mấy anh. Con này là 280 thay cục nha. Ok ha. Đó. Đây là máy số 9 ha. Này Echo 281. Ok luôn. Con này cũng Echo 281 nhưng mà con này nồng đứng ha. Làm xích đầy đủ ha. Đây nè. Con này không có bui đi nha. Đó. Nhìn lại máy ha. Khá là máy này sáng lắm nha mấy anh. Máy này sáng. Quá sáng luôn ha. Đây. Sáng chân chân rồi ha. Đó. Này là lô số 1 nha mấy anh. Đó. Mấy ví dụ mấy anh coi không được, mấy anh mà thấy nhanh quá thì mấy anh có thể coi lại được nhiều lần ha. Đó. Lô số 2. Lô số 2 Makita. Thôi. Máy số 1, máy số 2 nè. Rồi bật bật ha. Máy số 3 nè. Ren nè. Đây. Con này thì cứng gì không được, không biết cứng cái gì nha. Số 4 nè. Con này thì còn phải giật ra ngoài rồi. Số 5, con này cũng vậy, giật ra ngoài ha. Số 6, V3200.
6 hơi bật bật luôn nha mấy anh. Số 7 nè, hay thịt chi nè. Cũng bật bật luôn. Số 8 là con Chinowa 345 nha. Con này thì bị dục dây giật rồi, có dây giật rồi ha. Đó. Còn số 9 là con Tanaka nha mấy anh. Máy quá đẹp, máy này đẹp quá đẹp. Bật bật không ha. Số 10 là con Makita E 2835 nha. Hơi đã, hơi bực bực, bực bực ha. Đây cho mấy anh nhìn lại nha. Lô số 2 nha mấy anh. Lô số 2 này cũng 10 con ha. Đó, còn thí dụ mà anh nào mà hợp nhãn lô nào, lô số mấy á, thì liên hệ sang ha. Rồi mình lấy thí dụ như lấy số 1, số 3 cũng được. Hoặc là lấy số 2, số 4 cũng được ha. Tùy. Còn 6 con này thì chắc Sang sẽ tính chung như một lô này ha. Còn hoặc là Sang sẽ lô số 6 riêng luôn đi ha, cho nó dễ. Đó. Rồi, bây giờ Sang sẽ quay lô số 3 nha. Đây, máy số 1. Giờ giật giật ngoài luôn rồi, không biết giật được không nha. Thôi được nè. Đó ha. Số 1. Này 305, không làm xích nha mấy anh. Ha. Máy số 2 máy gì không biết ha. Thôi cũng bực bực luôn. Máy số 3, số 4 Echo 332, máy đẹp quá này. Đó. Đẹp quá, hơi bực bực không ha. Rồi máy số 5 Etin Lamgin Etin 011. Khơi nè. Đó. Đã ha. Máy số 6. Này máy gì ta? Này giống mình xin ngu á. 290 nha. Ngon, hơi bực bực không à. Máy số 7 là con Echo Kirit 2701, dòng này chạy ghê lắm. Còn mình giật bị đứt rồi nha mấy anh. Hikoki gì đó. Mẫu này giống mẫu Hitachi ha. Đây, bố em bị mắc nha. Làm đẹp. Đi khơi nào. Nhưng con này bị cứng nha mấy anh. Này bị cứng. Không biết cứng gì ha. Này Tanaka 333 3359 nha. Đây, khơi nào. Khơi ha, hơi bực bực ha. Rồi, con cuối cùng, con số 10 28M. Bực ha. Mấy anh nhìn lại lô lô số 3 giùm em nha. Quá đẹp. Đó, giá mấy anh thợ thì giá hợp lý, rất là hợp lý nha mấy anh. Như mấy anh đã biết rồi ha, em lấy hàng thẳng ở bản về nên nên cũng được cô ái chọn những con ái lô ái là được được chút sáng sáng chút. Mình về mình mua nhanh mình bán lẹ nha mấy anh. Đó. Đẹp ha, lô máy này đẹp quá. Quá sáng máy. Này về với vệ sinh rồi này kia kiếm tiền thôi chứ không làm gì nữa hết em em. Rồi. Thôi bây giờ rồi. Giờ này 9 cây. Bây giờ sang bóc cái này. Ở bên đây cho nó chẳng 10 cây nha cả nhà. Đó, gì cho nó chẳng 10 cây ha, cho nó đủ. Còn lô này thì 5 cây, em muốn lấy gì đi cũng được. Không sao. Đó. Ai muốn lấy lô nào thì lấy. Còn mà ưu tiên thì hốt hết lô ha. Có 4 mấy cây chứ nhiều. 45 cây. 45 cây giá. Giá này thì quá hợp lý rồi. Giá quá rẻ. Rồi bây giờ tiếp tục lô số 4 nha. Lô số 4 máy số 1 nè. Ryobi ha. Rồi, bực bực. Còn máy số 2 Shinowa Shock 1036, dòng này trợ lực. Máy móc đẹp nha. Đây hơi nè. Ngon, hơi bực bực bực. Tiếp tục Echo QX 376. Ồ, máy này lớn nha. Máy này đẹp lắm. Máy này đẹp ha. Đây, tình hình mắt lắm nhớt nha. Đầu đó nói cho rõ. Nhìn hơi nè.
chứ không nổi. À, hai này đã bực bực luôn. Mấy con này xài gia đình săn nhớt đủ đúng này, xài phê. Đây thêm con này con Makita quá, đúng rồi Makita ha, Makita máy số 4 phê luôn nha. Lô máy này quá đẹp. Rồi bực bực không ha. Rồi tiếp tục máy số 5. Cố lên Tanaka. Hơi nè. Cái này nhỏ gọn mà lực Âu à, làm điều khắc luôn. Làm Tanaka luôn. Làm Latin đẹp quá. Con này mà để xài gia đình ha. Ngon. Tiếp theo máy số 6 3030 thôi. 330 đây hơi nha. Đó máy móc đẹp. Con này con Humana. Ồ và 339 máy này đẹp lắm. Máy này mà mấy anh miền Bắc ha xài sướng tay cưa phê. Hãy giật hơi nha. Đây đây ha. Đó máy số 7 số 8 Echo 2835 ngon. Số 9 Tanaka nữa gì, Tanaka nữa gì. Rồi số 9 giật hơi luôn, giật bật 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 ha. Rồi máy số 10 3400 của máy su. Ôi dòng này thì nó bền đúng đúng chắc. Rồi giật hơi nha. Rồi ha, vừa qua thì xe nó quay được 40 con máy. Video này hơi dài, mong đại gia đình thông cảm nha. Tại vì phải cho khách hàng mấy anh thợ rõ ràng, xe buôn bán thì nó rõ ràng gì đó. Chứ mình lấy lô của bản về có ai giật cho mình đâu. Chỉ chụp hình thì quất thôi ha. Lô máy này sáng quá, đẹp. Lô máy này đẹp quá ha. Rồi mấy anh mua nhanh thì về bán lẻ nha mấy anh. Rồi cái này gọi là tạm gọi là lô máy số 5 đi nha. Có 5 cây, có Shinowa 3D5 nè, làm Latin luôn, máy đẹp. Thôi học học. Máy số 2 Echo 3300 làm Latin luôn, máy bị dục giới thiệu rồi. Số 4 là Hitachi. Thôi nghe nào. Ok hơi luôn. Máy số 4 là Hitachi tiếp. Rồi máy số 5 là 2835 ha. Hơi luôn. Đó, hơi bật 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 bật. Không quá. Máy đẹp quá. Rồi vừa qua thì xe đã hoàn thành giật hơi 45 con máy cho mấy anh thợ tham khảo ha. Rồi anh nào thích lô nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp xe ngay giờ luôn, chốt nhanh thì về bán nhanh vậy thôi. Máy giá thành hợp lý, dễ bán, máy sáng máy, máy móc ok ha. Đó ai mà chốt lô nào thì cứ chụp màn hình lại giữ nguyên vị trí ha. Đẹp quá. Rồi giờ là đến cuối video rồi nên thôi sang xin phép kết thúc video tới đây. Khách hàng lẻ nhớ đăng ký kênh, sang chuẩn bị về lô máy nhập thẳng ở bản về giống như lô máy vừa rồi mình cắt bọc nữa nha cả nhà. Giờ hy vọng cả nhà đăng ký kênh và nhớ like sang thấy cái video vừa rồi sang đăng ký, sang đăng lên quá trời like, thích quá thích. Chuyến này về thêm một lô nữa cũng khá là nhiều. Mong đại gia đình mình hãy đăng ký kênh, chờ xem video kế tiếp nha. Video đó thì chỉ dành cho khách lẻ thôi, tại vì mấy con máy đó sang nhập vậy giá khá là cao. Còn mấy con này thì sang nhập lô nên giá thành nó rất hợp lý cho mấy anh thợ ha. Rồi video đến đây kết thúc. Bye bye.